Ngày 8 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ Phạm Văn Thành, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, là đối tượng tri nã về tội giết người và di lý từ Cà Mau về Bà Rịa Vũng Tàu làm việc. Theo hồ sơ vụ án, năm 2004, Thành làm việc trên tàu cá BV5476TS do anh Võ Văn Định, sinh năm 1978, làm tài công. Sau khi xuất bến, Cách bờ biển Long Hải năm hải lý thì xảy ra xô xát giữa Phạm Văn Cường là em trai của Thành và Nguyễn Thành Chiến sinh năm 1972. Chiến cầm dao lao đến đâm Cường một nhát vào bả vai. Thấy em mình bị đánh, Thành lấy một con dao ra đâm Chiến một nhát vào lưng. Cường và Thành tiếp tục đổi đánh. Chiến nhảy xuống biển và kêu cứu. Tuy nhiên, lúc này Thành cầm dao khống chế ba người còn lại trên tàu, không cho cứu, đồng thời yêu cầu nhổ neo, nổ máy tàu đi vào bờ để mặc anh Chiến chết đuối trên biển. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn đến tỉnh Bến Tre, sau đó di chuyển đến thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau làm nghề đi biển. Quá trình trốn truy nã, đối tượng thay đổi họ tên thành Cao Văn Hiên. Sau quá trình xác minh, các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với đồng biên phòng Sông Đốc, Cà Mau tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Phạm Văn Thành sau 16 năm lẩn trốn.